Tin thật vui, một trung tâm dưỡng lão công giáo đi vào hoạt động chăm sóc trợ cấp khoảng 120 đến 150 các cụ bất hạnh neo đơn. Thành Long Vlog mến chào cộng đoàn, sau đây quả là một tin thật ý nghĩa và tuyệt vời, cho thấy sứ mạng chăm sóc, phục vụ tha nhân của nhà dòng thật tuyệt vời. Trang mới Christianity Grace as Always chia sẻ, Trung tâm dưỡng lão Mai Tâm Vị Hoàng tọa lạc tại đường Lê Thị Riêng, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm do các tu sĩ Camino xây dựng nhằm phục vụ các cụ già neo đơn. Hiện đang trong quá trình hoàn thành các thủ tục hoạt động, nhà dưỡng lão sẽ chính thức đi vào hoạt động trong 1-2 tháng sắp tới. Nhiều người thắc mắc rằng một nơi sang trọng và hiện đại như thế này, liệu những người nghèo có được ở và được phục vụ hay không? Vâng, chính nơi đây, những người nghèo, những hoàn cảnh khó khăn được phục vụ và chữa lành. Trung tâm được xây dựng nên để người nghèo được chăm sóc và được an dưỡng tại một nơi xứng đáng nhất. Đâu phải cứ nghèo là phải ở những nơi tồi tàn, những căn nhà lụp sụp đúng không hả? Nếu ai đã nghe và biết về câu nói của Thánh Camillo, chăm sóc người bệnh như chủ và chúa vậy, thì cũng hiểu được rằng nơi chủ và chúa ở thì nên như thế nào rồi đúng không hả? Địa chỉ trung tâm số 1366/18/16 quốc lộ 1A, khu phố 1, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cha phụ trách chính, Linh mục Giuse Vũ Anh Hoàng, số điện thoại 0383-236-699. Bài và ảnh Học viện Camillo. Được biết, dòng Camillo hay còn gọi là dòng tá viên mục vụ bệnh nhân, một dòng tu có truyền thống lâu đời về đào tạo các bác sĩ, y tá để chăm sóc người bệnh, cũng như những hoạt động của dòng này tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Ngày 26 tháng 6 năm 1586, Đức Giáo Hoàng Sisto V đã chuẩn phép cho Thánh Camillo mang thánh giá đỏ trên áo dòng của mình. Thánh Camillo chọn thánh giá đỏ gắn trên áo dòng như một dấu chứng của tình yêu biểu trưng cho những người mục vụ bệnh nhân và được truyền cảm hứng từ lời của Chúa Kitô rằng ta không đến để được phục vụ, nhưng là để phục vụ. Nhà dưỡng lão Mai Tâm Vị Hoàng khi đi vào hoạt động có thể chăm sóc khoảng 120 đến 150 cụ ông, cụ bà cơ nhỡ bất hạnh. Các tu sĩ dòng Camillo phụ trách vận hành và chăm sóc các cụ. Nhà dưỡng lão rất cần sự chia sẻ thêm của nhiều ân nhân khắp nơi trong quá trình hoạt động. Thật là nghĩa cử cao đẹp, dòng sẽ nâng đỡ và trợ giúp những người nghèo khổ bị gạt ra lề xã hội. Quý vị biết ai rơi vào cảnh ngộ đó, có thể liên hệ tới nhà dòng để giúp họ nhé. Nguyện xin Chúa chúc lành và ban bình an tới các tu sĩ nhà dòng. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.